Thiên Đạo Đồ Thư Quán, Trương Huyền. Chương 3911, Ám Kỳ. Mấy loại bảo vật ngọ dạ hoa, tịch tính thiết kia, ở chỗ sâu trong hiểm địa, thực lực như ngao phong không cách nào đi vào, trừ mình cùng. Mấy đệ tử, muốn dễ như trở bàn tay đạt được, phong hào phổ thông không thể hoàn thành. Vốn cho rằng là mấy đệ tử làm, vậy mà không phải. Chẳng phải biểu thị, đồng dạng có một cao thủ thực lực mạnh mẽ, đang lặng lẽ vơ vét các loại bảo vật. Còn có cao thủ. Trịnh Dương sửng sốt. Lão sư nói như vậy, còn thật sự có khả năng, chúng ta cũng phát hiện mấy địa phương ẩn chứa bảo vật bị người nhanh chân đến trước, vốn cho rằng là vị cửu thiên phong vương kia. Cũng chính là lão sư ngươi làm, hiện tại xem ra, hẳn không phải. Có thể tìm được nhiều bảo vật như vậy, hơn nữa thuận lợi lấy đi, còn không lưu lại quá nhiều dấu vết, thực lực của người này, so với các ngươi cũng không hề yếu. Trương Huyền nghi hoặc càng ngày càng đậm. Căn cứ Ngao Phong giới thiệu, thần giới trừ bọn họ, hầu như không có cao thủ gì, tại sao lại đột nhiên xuất hiện một vị, từ đâu tới? Nghe nói Càn Khôn Ma Quân trừ ta ra, đồng dạng thu một truyền nhân, hơn nữa còn giúp hắn luyện chế thân thể. Lộ Sung đột nhiên mở miệng. Luyện chế thân thể. Hắn vừa nói như vậy, Trương Huyền cũng nghĩ tới, loáng thoáng nghe ai nhắc qua. Phải, vị truyền nhân này thật giống như đi tới thần giới sớm hơn chúng ta, thông qua u hồn chỉ sinh ra, hồn phách cực kỳ cường đại, lúc này mới có thể thuận lợi tìm được rất nhiều bảo vật, hơn nữa nhẹ nhõm mang đi. Lộ Sung tiếp tục nói. Có thể ở trong thủy triều hải thuận lợi tìm được nhiều bảo vật như. Vậy. Tuy kinh nghiệm của tiền nhân quan trọng, càng quan trọng hơn là linh hồn mạnh mẽ, mức độ mẫn cảm đối với bảo vật. Có những thứ này, mới có thể sưu tập đồ vật càng tốt hơn, có tốc độ. Vượt xa những người khác. Tới thần giới sớm hơn chúng ta. Nói cách khác, trước đó không phải người của thần giới, vậy sẽ là ai chứ? Trương Huyền rơi vào suy nghĩ. Coi như những người kia đều là học sinh của Trương Huyền lại như. Thế nào? Ta còn có một ám kỳ, bảo đảm có thể cầm đủ bảo vật trở về. Bên ngoài, Càn Khôn Ma Quân cúi đầu liếc mắt nhìn ngọc bài trong tay, không còn buồn bã như trước đó, ngược lại lộ ra hăng hái. Tuy bọn họ không cách nào dùng thần niệm dò xét vào trong thủy triều hải, nhưng mượn đồ vật đặc thù, người ở bên trong vẫn có thể truyền tin tức ra ngoài. Giống như hiện tại, hậu chiêu hắn chuẩn bị thật lâu kia đưa tin tới, nói đã chiếm được vô số bảo vật. Nghe được tên của những bảo vật này, trong lòng Càn Khôn Ma Quân liền không nhịn được hừng hực. Không cần nghĩ, chỉ cần toàn bộ lấy ra, thực lực của mình nhất định đột nhiên tăng mạnh, cho dù không cách nào vượt qua Linh Tê Đế Tôn, cũng sẽ đứng đầu ở trong tám đại đế quân khác. Thực lực ám kỳ của ngươi như thế nào? Thấy hắn đắc ý như thế, Vân Ly Đại Đế hừ một tiếng. Tuy thực lực không bằng Lộ Sung, khẳng định cũng kém đám người Triệu Nhã, nhưng linh hồn mạnh mẽ. Am hiểu ẩn tàng và tiềm hành, thích hợp tìm kiếm bảo vật nhất. Càn Khôn Ma Quân tự tin. Am hiểu thì có ích lợi gì? Một khi bị vị cửu thiên phong vương kia tìm được, ra tay cướp đoạt, người cảm thấy hắn có thể trốn được. Linh Lung tiên tử ở một bên dội nước lạnh. Bọn họ đều đang vì người khác làm áo cưới mà thất vọng, tên này lại đắc ý như vậy, không đả kích hắn thì đả kích người nào. Trốn khẳng định là trốn không thoát. Nhưng ta đã trước thời hạn nói rõ ràng, không cho hắn đi địa phương nhiều người, tận lực che giấu mình. Càn Khôn Ma Quân tràn đầy kiêu ngạo. Hiện tại xem ra hiệu quả không tệ. Thấy hắn ngay cả điểm ấy cũng dự liệu được, mọi người bất đắc dĩ lắc đầu. Làm hai tay chuẩn bị, tên này quả nhiên đủ xảo trá. Xem ra Càn Khôn Ma Quân sẽ trở thành người thắng lớn nhất trong bọn họ. Vù! Trong lòng đang cảm xúc. Đột nhiên cảm thấy thủy triều hải trước mắt lay động kịch liệt, trước đó linh khí khuấy động ra có xu thế chảy ngược về. Chuyện gì xảy ra? Vân Ly Đại Đế nhíu mày. Hẳn là có bảo vật tuyệt đỉnh xuất thế, bảo vật hấp thu linh khí trong thủy triều hải, lúc này mới dẫn đến linh khí tán loạn ở thần giới xuất hiện chảy ngược. Linh Lung tiên tử cau mày nhìn về phía đại dương trước mắt, dường như muốn nhìn xuyên nó, lại phát hiện cái gì cũng không nhìn thấy. Bảo vật tuyệt đỉnh. Không biết là cái gì. Trong mắt trước Dương Đại Đế tràn đầy hừng hực, chẳng qua ngay sau đó cười khổ lắc đầu. Cho dù là tuyệt đỉnh, bọn họ không vào được, cũng không phải của bọn họ.
khẳng định bị vị cửu thiên phong hào kia cùng các đệ tử của hắn tranh đoạt. Muốn biết là cái gì rất đơn giản, ta để cho vị ám kỳ kia điều tra một chút liền tốt, nếu có, liền cùng nhau lấy đi. Thấy mọi người vẻ mặt cô đơn, Càn Khôn Ma Quân cười hắc hắc. Có ám kỳ chính là thoải mái. Cuối cùng có thể ở phía trước đế quân khác kiếm được mặt mũi, để cho bọn họ hâm mộ mình. Đưa tin qua, một lát sau, đạt được trả lời. Vì không gặp những người khác, hắn vốn ẩn nấp kỹ thân hình, bây giờ. Nghe mệnh lệnh của ta, quyết định đi nhìn bảo vật kia là cái gì. Càn Khôn Ma Quân cười cười, yên tâm lơ lửng tại nguyên chỗ, một lát sau, ngọc bài xuất hiện, con mắt đột nhiên sáng lên. Là, Cửu Thiên Hỗn Độn Kim Liên. Cửu Thiên Hỗn Độn Kim Liên. Tất cả mọi người đồng thời chấn động. Phong hào phổ thông chưa từng nghe qua thứ này, bọn họ thân là đế. Quân, biết món bảo vật này mạnh mẽ. Thiên địa sinh ra, không hề yếu hơn những đế quân bọn họ. Nếu như tin tức là thật, trong chúng ta bất luận ai có thể đạt được, cũng có thể nhảy vọt đến thực lực giống như Linh Tê Đế Tôn. Huyền Minh Đại Đế một mực không lên tiếng cũng khó có thể ngăn chặn kích động trong lòng. Cửu Thiên Hỗn Độn Kim Liên là thần vật còn muốn cổ xưa hơn 9 đại đế quân bọn hắn. Đạt được hơn nữa luyện hóa, tu vi nhất định phi thăng, vượt qua ràng buộc hiện tại dễ như trở bàn tay. Đúng vậy. Mọi người đồng thời gật đầu. Tuy hâm mộ, nhưng bây giờ Trương Huyền ở bên trong, bọn họ cũng không cho rằng phong hào nhà mình có thể cướp được. Ta muốn ám kỳ bất luận tiêu phí giá lớn bao nhiêu, cũng phải cướp thứ. Này đến tay. Thấy biểu lộ của mọi người, trong mắt Càn Khôn Ma Quân hiện lên hào quang. Cửu Thiên Hỗn Độn Kim Liên, căn bản không có cách nào từ chối. Ngón tay khẽ động, truyền qua mệnh lệnh. Các ngươi đều không có cơ hội, nhưng ta vẫn có cơ hội, ám kỳ của ta, dù thực lực không bằng đám người Trương Huyền, nhưng bản lĩnh siêu tập bảo vật không yếu chút nào, chỉ cần hắn thành công, liền lập tức trở. Về thần giới. Làm xong những chuyện này, Càn Khôn Ma Quân chắp hai tay sau lưng, ánh mắt hưng phấn. Có thể thành công tốt nhất, không cách nào thành công, mang theo bảo vật trước đó đi ra, bản thân cũng kiếm lợi lớn. Bất kể nói thế nào, ám kỳ này đều làm rất tốt, tuyệt không có khả năng giống như Lộ Sung Lâm trận phản bội. Hô! Chương 3912, Ngụy Trường Phong. Đang tràn đầy hưng phấn, Ngọc Phù đưa tin trong tay lay động, vội vàng cúi đầu nhìn lại, chỉ nhìn một cái, con mắt Càn Khôn Ma Quân lập tức trợn tròn, đầu óc sắp nổ tung. Thế nào? Mấy vị đế quân nhìn qua. Ám kỳ của ta nói. Càn Khôn Ma Quân một bộ sắp khóc. Trương Huyền là thiếu gia của hắn, đã hiến qua toàn bộ bảo vật. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Các đại đế, mới vừa rồi còn đắc ý đầu dương lên trời, trong chớp mắt kết quả như. Vậy, không riêng gì Càn Khôn Ma Quân không tiếp thu được, ngay cả. Các đại đế cũng hai mặt nhìn nhau, có chút phát điên. Mọi người bồi dưỡng đệ tử, là đệ tử của Trương Huyền, không muốn tiếp nhận cũng phải nhận. Dù sao người ta thu đồ trước, thời điểm bản thân bồi dưỡng, đối phương cũng đã nói rõ chi tiết. Bóp mũi lại cũng phải nhận. Nhưng người phí hết tâm huyết bồi dưỡng ám kỳ, lại là người hầu của hắn, đến cùng chuyện gì xảy ra. Ta cũng không biết. Càn Khôn Ma Quân cũng có chút phát điên. Vị này là u hồn chỉ sinh ra, tiêu phí vô số tâm huyết bồi dưỡng, làm sao lại thành hạ nhân của Trương Huyền. Đến cùng là hậu chiêu của ta. Hay là hậu chiêu của ngươi? Trong nháy mắt hắn cũng có chút khó tin. Đáng đời. Linh Lung tiên tử nhẹ nhàng cười một tiếng. Bảo ngươi trang bức, lần này trang không thành a. Ngụy Trường Phong. Nhìn trung niên quỳ ở phía trước gọi, thiếu gia, Trương Huyền sửng sốt, Ngụy Như Yên thì hốc mắt hồng nhuận đi tới trước mặt, thân thể. Mềm mại không ngừng run rẩy. Cha. Đột nhiên xuất hiện ở phía trước, không phải người khác. Chính là Ngụy Trường Phong ở danh sư đại lục, vì chữa khỏi con gái bị tiên thiên độc thể, bốn phía cướp đoạt bảo vật. Vì một gốc dược liệu, bị thánh thú đánh giết, vốn cho rằng sớm đã hồn phi phách tán, không nghĩ tới vậy mà phục sinh, hơn nữa xuất hiện ở. Đây, ngươi làm sao? Trương Huyền không hiểu, nhìn không được nhìn qua. Ta cũng không biết chuyện gì xảy ra, chỉ biết là lúc ấy sắp chết, cảm thấy một lực hấp dẫn cực lớn thôn phệ linh hồn của ta.
tỉnh lại lần nữa đã đến u hồn trì ở thần giới. Nhìn thấy con gái, thiếu gia đều hoàn hảo không chút tổn hại, hơn nữa đều đạt đến phong hào, Ngụy Trường Phong khó mà ngăn chặn hưng phấn trong lòng nói. Dựa theo Càn Khôn Ma Quân nói, hẳn là thể chất của ta có chút đặc thù, cho nên mới có thể sinh ra hài tử có tiên thiên độc thể như Ngụy Như Yên. Thể chất đặc thù. Trương Huyền cau mày. Lúc trước thời điểm nhìn thấy vị này, từng dùng thư viện đặc biệt dò xét qua, cũng không có gì khác biệt, chỉ là người bình thường mà thôi, chẳng lẽ thư viện cũng có lúc sai. Ma Quân có nói qua là loại thể chất nào không? Nhìn không được hỏi. Là tiên thiên thai hồn thể. Nắm giữ thai hồn, có thể bảo đảm trong thai không mê, cho dù thân tử đạo tiêu, mượn u hồn chỉ phục sinh, cũng có thể duy trì bản tâm, sẽ không mất phương hướng. Ngụy Trường Phong nói, tiên thiên thai hồn thể. Trương Huyền nhíu mày, cái này hắn nghe cũng không có nghe qua. Bất quá có thể bảo đảm hồn phách không mất phương hướng, đã rất đáng sợ. Dù sao bất tử đế quân cũng không có làm được điểm ấy. Đế quân cũng không làm được. Vị này lại hoàn thành, khó trách có thể. Sinh ra người thiên phú nghịch thiên như Ngụy Như Yên. Còn vì sao thư viện không nhìn ra, có lẽ lúc đó thư viện chỉ dung hợp thiên đạo ở danh sư đại lục, cấp bậc quá thấp, hoặc là loại năng lực này ẩn giấu ở trong hồn phách, không tự mình trải qua tử vong thì không cách nào kích hoạt, tự nhiên sẽ dò xét không ra. Hiện tại khẳng định là không cách nào truy xét. Bất quá Ngụy Trường Phong không chết, bất luận đối với hắn hay đối với Ngụy Như Yên mà nói đều là chuyện tốt. Thiếu gia, đây là bảo vật ta tới Thủy Triều Hải siêu tập được. Hàn huyên vài câu, Ngụy Trường Phong đưa tới bảo vật lấy được. Trương Huyền nhìn lại, thấy Ngọ Dạ Hoa, Tịch Tĩnh Thiết thình lình xuất hiện, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Náo loạn nửa ngày, là hắn cầm đồ vật đi. Các ngươi bảo vệ ở xung quanh, ta bế quan xung kích đế quân. Thấy bảo vật đã chuẩn bị đầy đủ, Trương Huyền khẽ mỉm cười, vừa định thông báo một chút, bản thân mượn cơ hội xung kích đế quân, liền cảm thấy không gian dưới chân lay động kịch liệt, một đạo khí tức để cho người ta run rẩy đột nhiên xuất hiện. Vội vàng quay đầu, mọi người nhìn thấy Thủy Triều Hải trước mắt xuất hiện một vết rách to lớn, tựa như thiên mạc xé rách thành hai nửa. Thần giới vốn nhờ Thủy Triều mà có chút lực lượng, giờ phút này phản hồi về, toàn bộ Thủy Triều Hải lay động kịch liệt, bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp đổ. Chuyện gì xảy ra? Đám người Lưu Diễm Thần Vương sợ tới vẻ mặt trắng bệch, run lẩy bẩy. Lão sư. Đám người Triệu Nhã cũng vội vàng nhìn qua, trong mắt mang theo lo lắng. Ba cây đế linh thảo kia bị người cầm đi. Trương Huyền híp mắt lại. Không có đoán sai, hẳn là ba cây đế linh thảo kia bị người nào đó cướp đi, lúc này mới dẫn đến Thủy Triều Hải không chịu nổi. Dương mắt nhìn lại. Khe hở đen như mực càng lúc càng lớn, ngang qua toàn bộ không trung, đại lục mà vừa rồi bọn họ cướp đoạt linh dịch đã bị chém thành hai nửa, thậm chí rất nhiều nơi bị nuốt mất, biến thành vô số. Bụi bặm, bình chứng lạc tinh hồ bị khí lưu cuồng loạn xoắn nát, toàn bộ thủy. Triều hải hỗn loạn lung tung, bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp đổ. Lão sư, chúng ta làm sao bây giờ? Nhìn thấy cục diện trước mắt. Chẳng mấy chốc sẽ lan đến thần giới, Triệu Nhã sốt ruột. Nhất định phải nghĩ phương pháp ngăn cản. Trương Huyền nói, Thủy Triều Hải liên thông thần giới, một khi rách nát, thần giới tất nhiên sẽ phản phệ, đến lúc đó không biết bao nhiêu sinh linh đổ thán. Nguyên nhân chính là như vậy, trước đó rõ ràng đi tới trước mặt đế. Linh Thảo, nhưng không có lấy đi. Quay đầu liếc mắt nhìn, cửu thiên hỗn độn kim liên sáng chói ở trên không. Biết phân thân triệt để dung hợp lực lượng khả năng còn cần một đoạn thời gian, Trương Huyền cắn răng, thân thể vụt qua, thẳng tắp bay về phía khe hở. Đi theo ta. Trương Huyền quát khẽ một tiếng, đám người Triệu Nhã theo sát. Ha ha, không phải ngươi muốn giết ta sao? Ta ngược lại muốn xem, ngày hôm nay đến cùng là ai giết người nào? Còn không có tới phụ cận, liền nghe thanh âm gào thét vang lên, Trương Huyền ngẩng đầu. Nhìn thấy đế tuyệt đan trước đó ở lạc tinh hồ bị mình đuổi giết, lúc này đang lơ lửng ở giữa không trung, lộ ra nụ cười dữ tợn. Lúc này nó đã thôn phệ ba cây đế linh thảo, khí tức trên người tiến thêm một bước, đã có thể so với đế quân chân chính. Tên này sau khi chạy trốn, cũng không ẩn tàng, mà tìm đế linh thảo, triệt để luyện hóa nó.
Cũng chính là nguyên nhân như vậy, mới phá vỡ phong ấn, để thế giới thủy triều hải triệt để xé rách ra. Ngươi tự tìm cái chết. Thấy mình không có đuổi tận giết tuyệt, lưu lại tai họa ngầm như vậy, Trương Huyền tức sắp nổ tung, gầm thét một tiếng, thân thể vụt qua, trường kiếm trong tay xuất hiện, thẳng tắp vọt tới đế tuyệt đan. Nếu không khống chế được thủy triều hải, thần giới không biết phải chết bao nhiêu người, mà những thứ này đều là gia hỏa kia mang tới. Chương 3913, thủy triều hải tan vỡ. Để cho người ta làm sao không tức giận. Soạt, thi triển kiếm pháp phong bất chỉ, trên không khuấy động ra đạo đạo gợn sóng, tựa như sóng nước. Chẳng lẽ ngươi cho rằng, như vậy còn có thể làm tổn thương ta? Buồn cười. Nhìn thấy kiếm pháp, đế tuyệt đan cười lạnh, năm ngón tay mở ra, bỗng nhiên đè xuống. Vù. Không gian giống như tĩnh lại, Trương Huyền tựa như hổ phách, bị giam cầm ở trên không không nhúc nhích. Một chiêu phân ra thắng bại. Trương Huyền không phải là đối thủ. Lão sư, đám người Triệu Nhã muốn xông lại. Còn chưa tới trước mặt, liền nghe một thanh âm vang lên ở bên tai. Đừng để ý ta, nhanh đi ngăn cản khe hở lan rộng. Vâng, mọi người cắn răng, vội vàng vọt tới khe hở, còn chưa tới trước mặt, chỉ. Thấy bốn phía thân thể lão sư bỗng nhiên khuấy động ra từng đạo kiếm mang. Soạt, không gian vỡ vụn, Trương Huyền nhảy ra, lần nữa vọt tới đế tuyệt đan. Nhanh nghĩ biện pháp ngăn cản khe hở, nếu không thần giới khẳng định sẽ xuất hiện đại tai nạn. Thấy lão sư thoát hiểm, mọi người thở phào nhẹ nhõm, Triệu Nhã lần nữa nhìn về phía khe hở không ngừng thôn phệ thủy triều hải, híp mắt lại. Bản thân thủy triều hải liền thôn phệ linh khí của thần giới. Để cửu thiên cửu đế không thể làm gì, hiện tại một khi phá hoại, vô cùng có khả năng bao phủ cửu thiên, để linh khí thần giới vốn suy yếu triệt để. Rơi vào hỗn loạn. Ta tới đi. Lạc Thất Thất đi tới trước mặt vết rách, thân thể mềm mại vụt qua, biến thành tĩnh không châu. Vết rách vốn lan ra hai bên, ở dưới tĩnh không châu bao phủ đột nhiên ngừng lại. Bất quá tĩnh không châu không ngừng run rẩy, thật giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ không chịu nổi, bị không gian chấn động bài xích ra ngoài. Nhanh trợ giúp Thất Thất. Triệu Nhã đi tới trước mặt, lực lượng tinh thuần trong cơ thể truyền qua. Ngay sau đó Trịnh Dương, Lưu Dương, Viên Đào, Ngụy Như Yên. Cũng vội vàng truyền lực lượng tới. Khe hở bị khống chế lại chỉ chốc lát, tiếp tục đung đưa, ngay sau đó toàn bộ thủy triều hải không ngừng sôi trào, vết rách trước mắt giống như thâm uyên thôn phệ vạn vật. Trên không bay thiên thạch, linh khí, toàn bộ bị nuốt xuống, biến mất không thấy hình bóng. Tựa như rơi vào lỗ đen, thời gian nháy mắt liền biến mất không thấy hình bóng. Phốc, âm thanh hộc máu vang lên, Lạc Thất Thất không khống chế được thân hình, biến trở về bộ dạng nữ hài, khóe miệng chảy ra máu tươi, khuôn mặt đám người Trịnh Dương, Triệu Nhã cũng trắng bệch. Tê Lạc, không còn tĩnh không châu ngăn cản, tốc độ khe hở xé rách lần nữa tăng tốc. Thời gian nháy mắt ngang qua toàn bộ thủy triều hải, giống như là muốn xé nơi này thành hai nửa. Chúng ta không ngăn cản được. Sắc mặt đám người Lạc Thất Thất và Triệu Nhã ảm đạm. Thủy triều hải, linh khí thủy triều, ngay cả cửu đế cũng không thể làm gì, hiện tại cưỡng ép phá vỡ, tựa như lật đổ quân bài domino, cho dù Lạc Thất Thất và đám người Triệu Nhã thực lực siêu phàm, cũng không thể làm gì. Lão sư, chỉ có lão sư mới có thể ngăn cản. Vội vàng quay đầu, chỉ thấy Trương Huyền và đế tuyệt đan chiến đấu đã đến gay cấn. Đế tuyệt đan thôn phệ đế linh thảo, đã tấn cấp đến đế quân chân chính, dù còn không có đạt được cửu thiên thừa nhận, nhưng thực lực đã không yếu hơn đế quân khác quá nhiều. Mặc dù Trương Huyền đã đột phá đến phong hào đỉnh phong, vẫn lực bất tòng tâm, hai hai đối chiến, một mực rơi vào hạ phong. Ha ha, chết đi cho ta. Cảm nhận được thanh niên vừa rồi không thể làm gì. Giờ bị bản thân đè đánh, đế tuyệt đan hưng phấn hí dài, bàn tay lần nữa cuồn cuộn, lực lượng hùng hồn tựa như thiên địa rơi nứt. Thủy triều hải bị khe hở xé rách, bản thân liền không kiên trì nổi, bây giờ ở dưới công kích của nó hủy hoại càng nhanh, toàn bộ không gian hỗn loạn, linh khí kích bắn bốn phía, không ít thần vương phổ thông ngăn cản không nổi, bị xé thành mảnh nhỏ. Nếu như nói linh khí thủy triều trước đó, mặc dù thần vương sẽ vẫn lạc, chỉ ít còn có một phần có thể sống sót trở về, nhưng bây giờ linh khí sao động, thần vương nhao nhao vẫn lạc, ngắn ngủi không tới 5 phút,
đã chết tiếp cận hơn phân nửa. Thậm chí Phong Hào cũng bắt đầu tử vong. Ngắn ngủi một đoạn thời gian, thần vương chết vậy mà vượt qua 10 năm trước đó. Nhất định phải nhanh giải quyết, nếu không tất cả mọi người sẽ chết ở đây. Thấy đế tuyệt đan càng đánh càng hăng, vẻ mặt Trương Huyền khó coi. Tiếp tục đánh xuống, không chỉ người ở trong thủy triều hải sẽ chết, thần giới cũng sẽ sinh linh đổ thán, nhất định phải nhanh giải quyết tên này, còn nghĩ những biện pháp khác. Ta đã thi triển ra lực lượng mạnh nhất, trừ khi có thể tiến thêm một bước. Khi chiến đấu đã thi triển ra kiếm pháp và kỹ xảo chiến đấu mạnh nhất, nhưng đế tuyệt đan nuốt đế linh thảo, lực lượng vô cùng vô tận, căn bản không ngăn cản nổi. Trừ khi tu vi tiến thêm một bước, nếu không muốn đánh bại, gần như không có khả năng làm được. Vậy thì đột phá đi. Không quản trưởng ấn từ trên không rơi xuống, Trương Huyền hít sâu một hơi, cổ tay khẽ đảo, trước đó rất nhiều đệ tử đưa tới bảo vật, toàn bộ xuất hiện ở trong lòng bàn tay. Chân khí trong cơ thể tuôn ra, những bảo vật có hiệu quả với đế quân kia lập tức nổ tung. Xì xì xì. Vô số linh khí tinh thuần trong nháy mắt tràn vào đan điền của hắn, tư dưỡng thân thể. Bây giờ muốn đột phá đã chậm. Thấy gia hỏa bị bản thân đè đánh, giờ phút này lại còn nghĩ đến đột phá, đế tuyệt đan hừ lạnh, công kích trên tay càng nhanh. Thời gian rất đủ. Trương Huyền nhẹ nhàng cười một tiếng, tâm thần đột nhiên đắm chìm vào trong xuân thu đại điển. Ở đây tu luyện, thời gian là gấp 1 vạn lần ngoại giới. Bên ngoài 1 giây, bên trong chính là 1 vạn giây, 2.7 giờ, tiếp cận nửa canh giờ. Lâu như vậy, đã đủ để hắn xung kích đế quân. Tâm thần trầm ổn, chân khí trong cơ thể nhanh chóng vận chuyển, bình chướng áp chế đế quân xuất hiện ở trước mắt. Xung kích, hô khẽ một tiếng, lực lượng trong cơ thể hóa thành kiếm khí, bỗng nhiên trùng kích. Rầm rầm rầm, vách ngăn cứng rắn tựa như sắt thép, liên tục chém mấy lần, đều không thể xung kích thành công. Không hổ là đế quân cảnh, cho dù lĩnh ngộ công pháp, muốn đột phá cũng không dễ dàng như vậy. Trước đó ở trên mặt trăng, cảm nhận được bất cứ lúc nào cũng sẽ đột phá, còn tưởng thật có thể xé ra ràng buộc, hiện tại xem ra, căn bản không dễ dàng như vậy. Đế quân, bình chướng lớn nhất trong thần linh, vô số sinh mệnh của thần giới kỳ vọng, thật đơn giản như vậy, cũng không đến mức thần giới qua nhiều năm như thế, chỉ có khổng sư hoàn thành. Không chỉ bình chướng dày, càng quan trọng hơn là, thiên địa không cho phép. Lại liên tục xung kích mấy lần, Trương Huyền hiểu được. Bình chướng hùng hậu chỉ là một trong số đó, nguyên nhân trọng yếu nhất là giữa thiên địa, có một cỗ lực lượng đặc thù đang áp chế hắn, để hắn không cách nào xung kích thành công. Giống như bị thiên đạo giám thị, mỗi một lần muốn xông tới, đều sẽ có người ở phía sau lôi hắn, không để cho hắn tiến lên. Phong, biết chắc là thiên đạo thư viện trong cơ thể, tinh thần Trương Huyền khẽ động, phong ấn nó lại. Tiếp tục xung kích, vẫn cảm thấy lực lượng khó mà mượt mà, khoảng cách đế quân còn kém tầng cuối cùng. Là lực lượng không đủ. Mắt Trương Huyền sáng lên. Xung kích đế quân, cần tài nguyên thực sự quá nhiều, cho dù thôn phệ. Toàn bộ bảo vật do các đệ tử siêu tập cũng không làm được, muốn thành công chỉ có một phương pháp. Nuốt lấy đế tuyệt đan ở trước mắt. Chương 3914. Ta là đế quân. Nó đã đến đế quân, lại nuốt lấy, phối hợp trước đó tích lũy, cái gọi là bình chướng đế quân sẽ không còn là nan đề, hoàn toàn có thể phá vỡ. Chỉ là không phải đối thủ của nó, làm sao nuốt? Ha ha, nếu như đế quân dễ dàng đột phá như vậy, ta đã sớm rời thủy triều hải, mà không đến mức một mực vây ở tại chỗ. Dường như nhìn ra vấn đề hắn gặp phải, đế tuyệt đan cười lạnh. Ba ba ba. Không gian ở dưới công kích hình thành vết rách, lan đến trước Trương Huyền, giờ phút này thủy triều hải đã sụp đổ không ra bộ dáng, bất cứ lúc nào cũng sẽ triệt để hủy hoại, chôn vùi, không còn tồn tại. Một khi thủy triều hải triệt để sụp đổ, ta còn không có đột phá thành công, trở lại thần giới, áp lực càng lớn, còn muốn đột phá gần như không có khả năng. Trương Huyền tràn đầy sốt ruột. Trở lại thần giới, có cửu thiên áp chế. Muốn đột phá đế quân, hầu như không cách nào hoàn thành. Nói cách khác, muốn đột phá, chỉ có thể ở trước khi thủy triều hải sụp đổ hoàn thành, nếu không một khi quay về,
không biết năm nào tháng nào mới có thể làm được. Trước đó vết rách đã triệt để xé rách thủy triều hải, thêm vào đế tuyệt đan công kích, không gian rách nát kinh khủng, thủy triều hải là bởi vì linh khí chảy ngược mới có thể kiên trì đến bây giờ. Một khi linh khí hết, đoán chừng sẽ lập tức sụp đổ, nhiều một giây cũng không kiên trì được. Một phút đồng hồ, nói cách khác, nhiều nhất một phút đồng hồ, nhất định phải xung kích đế quân thành công. Căn cứ hắn tính toán, trong 60 giây nữa, thủy triều hải sẽ không chịu nổi. Nói cách khác là, trong thời gian như vậy, nhất định phải hoàn thành xung kích. Cho dù nắm giữ Xuân Thu Đại Điển, cũng khó càng thêm khó, gần như không có khả năng hoàn thành. Dù sao trước phải đánh bại đế tuyệt đan này. Mà đánh bại nó, nhất định phải nắm giữ thực lực đế quân. Thật giống như một cái vòng lặp lại vô hạn, không cách nào phá giải. Trừ khi có thể lĩnh ngộ kiếm pháp đế quân cấp. Trong mắt Trương Huyền chợt lóe sáng. Muốn trong thời gian ngắn trọng thương đế tuyệt đan, hơn nữa nuốt dược lực của nó. Nhất định phải nắm giữ lực lượng đánh chết nó, mà loại lực lượng này trừ đến đế quân ra, còn có một phương pháp, là lĩnh ngộ kiếm pháp cao minh hơn. Hiện tại công pháp đế quân cấp đã lĩnh ngộ hoàn thành, là tình yêu. Thiên trường địa cửu có lúc tận, hận này kéo dài không tuyệt kỳ. Nếu như có thể diễn hóa thành kiếm pháp, dùng hết toàn lực thi triển ra, có lẽ có thể chém giết đế tuyệt đan. Nhưng công pháp là công pháp, kiếm pháp là kiếm pháp, công pháp còn không có đột phá, liền cân nhắc kiếm pháp, hơn nữa còn là cảnh giới nhảy ra thiên đạo, gần như không có khả năng hoàn thành. Độ khó so với đột phá đế quân, còn muốn lớn hơn vô số lần. Trường kiếm trong tay lay động, dựa theo lúc ấy lĩnh ngộ công pháp đế. Quân thi triển kiếm chiêu. Phát hiện mỗi một lần đều có chút tức ngực khó thở, lực lượng không cách nào thông thuận. Sai lầm, sai lầm, sai lầm, vẫn sai lầm. Liên tục thi triển mười mấy loại kiếm ý, đều là sai, cả người bị chân khí xông có chút khí huyết hỗn loạn. Thời gian một giây đi qua. Một phút, thời gian nháy mắt đã qua hơn phân nửa, thủy triều hải không thể kiên trì được nữa, lay động càng thêm kịch liệt. Xem ra ngay cả 10 giây đồng hồ cũng chưa chắc có thể kiên trì nổi. Nhìn ngươi có thể ngăn cản mấy chiêu, chết. Đế tuyệt đan cũng phát hiện điểm ấy, hưng phấn hí dài, bàn tay lật đổ, lần nữa nghiền ép xuống. Lần này lực lượng so với vừa rồi càng thêm cường đại, tựa như phá vỡ. Một chút kiên trì cuối cùng của thủy triều hải, không gian rách nát bí mật mang theo lực lượng vô tận nghiền ép tới. Sinh tử một kích, Trương Huyền không ngăn được. Chết. Có thể ngăn cản, đế tuyệt đan chết. Lão sư. Đám người Triệu Nhã siết chặt nắm đấm, con mắt đỏ bừng, muốn xông lại hỗ trợ, nhưng chưa tới trước mặt đã bị không gian rách nát gạt bỏ đến nơi xa. Chiến trường đã là của một người một đan, trừ khi đạt đến đế quân, nếu không ai cũng không cách nào tới gần. Xem ra tìm hiểu không được rồi. Thời gian quá gấp, kiếm pháp đế quân cấp, không thể một lần liền thành. Nhìn thấy công kích tới trước mắt, trong đầu còn không có một chút đầu mối, Trương Huyền lắc đầu. Cho rằng mình là thiên tài, gặp được chuyện lại nguy hiểm, cũng có thể. Gặp dữ hóa lành, hiện tại xem ra không dễ dàng như vậy. Không đến một phút đồng hồ, tìm hiểu một bộ kiếm pháp đế quân cảnh, căn bản không có khả năng làm được. Biết không cách nào thành công, Trương Huyền lần nữa ngẩng đầu, ngay sau đó nhìn thấy không gian rách nát trước mắt giống như pháo hoa. Chậm chạp rơi xuống. Phảng phất như trong nháy mắt, thời gian trở nên chậm. Như lần nữa trở lại danh sư đại lục, thiêu đốt huyết mạch Trương gia. Trùng sinh hơn 2 năm, vô số nhớ lại hiện lên ở trong óc, như quay chậm chiếu lại. Vì không bị đuổi ra học viện, cố gắng trở thành một vị lão sư tốt, tiếp đó từng bước một tiến lên, vì người nhà, vì người yêu, vì bằng hữu, vì học sinh. Cố gắng phấn đấu chưa hề ngừng. Hiện tại có lẽ thật có thể ngừng. Vốn cho rằng sẽ cùng Lạc Nhược Hy đao binh gặp nhau, tranh đoạt thiên đạo, hiện tại xem ra, không cần xấu hổ như vậy. Nếu như ta chết rồi, không cách nào phục sinh, nàng sẽ thương tâm lắm. Trong đầu bất ngờ toát ra thân ảnh của Lạc Nhược Hy, khóe miệng Trương Huyền lộ ra mỉm cười ngọt ngào. Có lẽ trong nháy mắt nàng đáp ứng làm bạn gái của ta, liền đoán được kết cục này, liền biết chúng ta sẽ chết một cái. Một mực cảm thấy mình rất khó lựa chọn, nhưng mình vô tri thời gian dài. Làm người biết chuyện duy nhất,
Lạc Nhược Hy tiếp nhận dày vò khẳng định càng lớn. Cho nên nàng so với mình càng thêm khó chịu. Vị đế quân ở kiếm thần thiên kia, nói trong kiếm pháp của ta dây dưa quá nhiều, ít đi bảo vệ. Cho nên không có lực lượng cứng cỏi. Nhưng nếu như bảo vệ không được thì sao? Bảo vệ, là có thể bảo đảm người thân không ngại, nhưng nếu như giống bây giờ, thần giới hủy hoại, thiên đạo sụp đổ, lại có thể bảo vệ cái gì? Khổng sư, vạn thế chi sư, hy vọng người người như rồng, nhưng cuối cùng không phải cũng thân tử đạo tiêu sao? Bảo vệ là đúng, nhưng cũng không đúng. Ta chính là ta không cầu đại tự tại, tự cầu không thẹn lương tâm. Nếu sinh không thể cùng một chỗ, không bằng chết cùng huyệt. Nếu như chú định ta phải bỏ mạng ở đây, tử vong không phải điểm cuối cùng. Sinh làm lại quy thuận, cầm tạm tướng mạo tư. Ầm ầm, một tia hiểu ra xuất hiện dưới đáy lòng, trong mắt lập lòe ra hào quang sáng chói. Ngay sau đó Trương Huyền cảm thấy trong cơ thể tuôn ra kiếm ý, thời gian nháy mắt ngưng tụ, tạo thành một đạo kiếm khí huy hoàng. Tê lạp, kiếm khí mượn xích tiêu kiếm bắn ra, thẳng tắp xông về thiên đình. Trong nháy mắt ngay cả công kích của đế tuyệt đan cũng bị chém thành hai nửa. A hát, đây là kiếm pháp gì? Ngươi làm sao thi triển ra? Đế tuyệt đan rít lên một tiếng, tràn đầy khó tin, thân thể mạnh mẽ vô song nổ tung, trong nháy mắt linh khí mạnh mẽ tới cực điểm hóa thành vòi rồng, thẳng tắp lao về phía Trương Huyền. Trước đó không cách nào đột phá giam cầm, trong nháy mắt đã đột phá ràng buộc, liên tục tăng lên. Trương Huyền cười một tiếng. Nhìn về phía không trung, thanh âm nhàn nhạt hóa thành long ngâm, quanh quẩn ở đáy lòng vô số người. Hôm nay, ta là đế quân. Đế quân, cảnh giới khó đột phá nhất. Phá! Thủy triều hải nổ tung, như pháo hoa nở rộ. Chương 3915. Đừng chạy, của ta. Thời gian trở lại nửa phút trước. Thủy triều hải xảy ra chuyện. Nhìn thấy cửa động màu đen trước mắt không ngừng lay động. Đám người Vân Ly Đại Đế đều biến sắc. Từ trước đến nay, bọn hắn đều cho rằng linh khí thủy triều là sẽ không ngừng, mỗi 10 năm sẽ tới một lần, nhìn thấy cục diện trước mắt mới hiểu được, cũng sẽ biến mất, cũng sẽ sụp đổ. Một khi sụp đổ, thần giới sẽ giống như mất đi mặt trời, linh khí không ngừng tiêu hao, cuối cùng khô kiệt, biến thành một thế giới tĩnh mịch trầm lắng. Ngăn cản. Sáu đại đế quân cùng bất tử đế quân Tiểu Hoàng Kê đồng thời giơ bàn tay lên, lực lượng hùng hồn trong cơ thể lao về phía lỗ đen. Hy vọng mượn lực lượng của bọn hắn, có thể tạm thời trì hoãn nơi này sụp đổ. Răng rác, răng rác. Kiên trì thời gian không dài, một vết rách thô to xuất hiện ở trước mắt, vách ngăn phòng ấn trước đó lập tức phá vỡ, linh khí hỗn loạn hình thành vòng xoáy khổng lồ không ngừng thôn phệ, linh khí thủy triều mới vừa tiến vào thần giới, lần nữa bị nuốt trở về. Trên không trung thần giới, kèm theo vết rách lan ra, giống như đổ sứ. Xuất hiện vết nứt, từng tấc hướng lên trên, lại khó có thể ngừng lại. Trước chặn lại biến cố của thần giới. Vân Ly Đại Đế hét lớn một tiếng. Lúc này mọi người không để ý tới lẫn nhau ganh đua, duy nhất muốn làm, chính là thủ hộ thần giới, bảo vệ nhà của bọn hắn. Bảy đạo lực lượng phun ra ngoài, trên bầu trời xuất hiện vết rách, bị lực lượng tuôn tới phủ kín, tạm thời dừng lại. Có điều bởi vì linh khí trong nháy mắt bị rút sạch, thần giới đã xuất hiện rung chuyển to lớn. Mặt đất lay động, ngôi sao ảm đạm, tựa như bất cứ lúc nào cũng sẽ rơi xuống. Vô số kiến trúc đổ sụp, thế giới đến tận thế. Thần giới sắp xong rồi. Đã sớm đoán được sẽ có hôm nay, không nghĩ tới nhanh như vậy. Không cần chạy, thần giới thật muốn sụp đổ, chạy trốn tới nơi nào cũng là chết. Vô số tu luyện giả hai mắt vô thần đứng ở giữa thành thị, trong lòng tràn đầy buồn bã. Thần giới từ hơn 40 năm, tiếp cận 50 năm trước xuất hiện biến cố, bọn họ liền rõ ràng, sớm muộn sẽ xuất hiện biến cố càng lớn, chỉ là không nghĩ tới sớm như vậy. Chờ đi, nếu như cửu thiên cửu đế có thể cứu thần giới, chúng ta có thể sống, cứu không được, làm như thế nào cũng chết, không cần thiết dầu dĩ. Một vị thần vương đỉnh phong nhìn dòng người hỗn loạn. Giải thích nói, lời còn chưa dứt, liền nghe một thanh âm nhàn nhạt từ dưới đáy lòng vang lên, tựa như cửu thiên ngầm đồng ý, đột nhiên đi vào linh hồn. Hôm nay, ta là đế quân. Đế quân, có người đột phá đế quân, là Trương Huyền Đại Đế. Trương Huyền không phải bán đan dược sao?
Làm sao lại đột phá đại đế? Không sai, khẳng định là hắn, lúc trước Thiên Túng đại đế đột phá đế. Quân, ta cũng nghe được thanh âm này. Tất cả mọi người xôn xao, không ai dám tin tưởng đây là sự thực. Dạ Minh Thành, Dạ Minh Học Viện. Nhớ tới trong đầu nhiều ra âm thanh, con mắt Mạc Vân lão sư trợn tròn, miệng khép lại không được. Trương Huyền đế quân. Hơn một tháng trước, thời điểm nhìn thấy đối phương, nhỏ yếu rối tinh rối mù, chỉ là thần linh sơ kỳ mà thôi, làm sao cũng không nghĩ đến, một tháng sau đã thành đế quân, đứng ở đỉnh phong nhất của toàn bộ thế giới. Hắn thành đế quân. Bình trà trong tay Tề Linh Nhi rơi trên mặt đất mà không biết. Sớm biết vị này thân phận không đơn giản, khẳng định sẽ càng ngày càng mạnh, nhưng nằm mộng cũng nghĩ không ra, thật thành đế quân, hơn nữa tốc độ nhanh như vậy. Không hổ là Cửu Thiên Phong Vương, quả nhiên giống như Thiên Túng đại đế, đi vào thủy triều hải liền thành công đột phá. Vẻ mặt Linh Lung tiên tử phức tạp nhìn về phía phương hướng âm thanh vang lên. Lúc này thủy triều hải đã triệt để sụp đổ, ở trong không gian đen như mực, một thanh niên ngạo nghễ đứng trên không, hai tay chắp sau lưng, trong ánh mắt mang theo ngạo nghễ lạnh lùng. Chính là vị trước đó ở trên mặt trăng nhìn thấy kia. Lúc trước ở Linh Lung Thiên, gặp được đối phương, bởi vì chuyện của Bách Diệp Thanh Hồng, nàng muốn chém giết, làm sao cũng không nghĩ. Đến, mấy ngày ngắn ngủi đã vượt qua phong hào ràng buộc, thành tựu chí tôn. Cửu Thiên Phong Vương, lại thêm uy thế hiện tại, sợ rằng sẽ giống như Thiên Túng Đại Đế, trở thành sao băng chói mắt nhất, quét ngang cửu thiên, cả thế gian vô địch. Khó trách Bất Tử Đế Quân nhận hắn làm chủ, Linh Tê Đại Đế trung tình với hắn. Quả nhiên không tầm thường. Cho tới giờ khắc này mới hiểu được sự tình trước đó vẫn nghĩ không thông. Đây là ánh mắt, nàng xa xa không kịp. Chúng ta thu những người kia, đều là học sinh của hắn. Phàm nhân chi thể, phong thái đế quân. Quả nhiên là một Thiên Túng đại đế khác. Đám người Vân Ly đại đế, Trước Dương đại đế, Huyền Minh đại đế. Đồng thời cảm xúc. Trước đó còn nghĩ, có nên đè đối phương một chút hay không, không để. Cho đối phương thành tựu đế quân, hiện tại xem ra, căn bản không ngăn cản được. Hắn đột phá đế quân, không có mượn dùng Cửu Thiên Hỗn Độn Kim Liên. Đang cảm xúc. Âm thanh của Càn Khôn Ma Quân đột nhiên vang lên. Mọi người sững sờ. Vốn cho rằng vị này có thể xung kích đế quân thành công, khẳng định liên quan đến Cửu Thiên Hỗn Độn Kim Liên, cho nên không nghĩ nhiều, lúc này thủy triều hải rạn nứt, tình cảnh bên trong rõ mồn một trước mắt, nhìn thấy đóa hoa sen nở rộ kia. Sáng chói giống như ngọc thạch, cho người ta sức hấp dẫn cực mạnh. Hắn không dùng, liền biểu thị chúng ta có thể dùng, một khi sử dụng. Thực lực nhất định đại tăng. Phù Mãnh đế quân hổ khiếu. Trong lòng của hắn cũng tràn đầy khát vọng đối với thực lực, Cửu Thiên Hỗn Độn Kim Liên bị người nuốt, không có cơ hội thì thôi, hiện tại lơ. Lửng ở giữa không trung, ai có thể từ bỏ. Hắn vừa mới đột phá, lực lượng vẫn còn thăng cấp, không kịp luyện hóa món bảo vật này, là của ta. Phù Mãnh đế quân không chần chờ, bỗng nhiên vào tới Cửu Thiên Hỗn Độn Kim Liên. Đừng chạy, của ta. Càn Khôn Ma Quân cũng lao nhanh tới. Trong nháy mắt, Linh Lung Tiên Tử, Càn Khôn Ma Quân, Huyền Minh Đại Đế, Trước Dương Đại Đế. Bốn đại đế quân cũng không rụt rè, đồng loạt vào tới. Còn chưa tới trước mặt, các loại lực lượng liền hội tụ thành từng bàn tay khổng lồ, lăng không ép xuống. Tất cả đều muốn cướp ở trước những người khác, lấy Cửu Thiên Hỗn Độn Kim Liên đến trong tay, đột phá ràng buộc hiện tại, thành tựu địa vị. Vô thượng, sáu cỗ lực lượng còn không có rơi vào trên kim liên, một bình chướng to lớn liền ngăn ở bên ngoài, ngay sau đó ở trong ánh mắt kinh nghi của mọi người, hoa sen càng ngày càng nở rộ, chín đạo ánh sáng chiếu toàn bộ thần giới, tựa như nhiều ra một mặt trời. Bành 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 bành, quang mang xuyên thấu qua bình chướng, đối đầu với sáu cỗ lực lượng, sáu đại đế quân đồng thời lui về phía sau mấy bước, từng người vẻ mặt trắng bệch. Hiển nhiên cùng Cửu Thiên Hỗn Độn Kim Liên va chạm, bọn hắn bị thiệt lớn. Vù, trong ánh mắt tràn đầy khó hiểu của mọi người, Kim Liên không ngừng nhúc nhích, thuế biến thành một thanh niên. Chương 3916, ta con mẹ nó cũng là đế quân. Vừa xuất hiện ở trên không trung, thanh niên bẻ bẻ cổ,
nhìn về phía Trương Huyền cách đó không xa, mặt mũi buồn bực. Vậy mà để ngươi đột phá trước, ta làm sao trang bức? Một thanh âm đồng thời vang vọng bên tai tất cả mọi người, mang theo lửa giận. Từ hôm nay, ta con mẹ nó cũng là đế quân. Hai đế quân, thoáng cái đột phá hai vị. Không phải hai vị, là một, chẳng lẽ ngươi không có phát hiện ư, đây là phân thân của hắn. Phân thân cũng thành tựu đại đế. Đám người Linh Lung tiên tử, Vân Ly đại đế ngốc tại chỗ, sắp điên rồi. Đế quân, biểu tượng đỉnh phong nhất thiên địa, vô số năm qua, bọn họ đều cho rằng cửu thiên chỉ có cửu đế, không thể nhiều hơn nữa, cho đến thiên túng đại đế xuất hiện mới hiểu được, đế quân cũng có thể tu luyện hoàn thành. Dù vậy vẫn tràn đầy tự tin, cho là địa vị của mình không người có thể thay thế, kết quả. Một ngày nhiều ra hai vị đế quân, hơn nữa còn là quan hệ bản tôn, phân thân, đến cùng xảy ra chuyện gì? Lúc nào đế quân cũng dễ dàng đột phá như vậy. Mấu chốt nhất là, thời điểm trở thành đế quân, là thời gian xác lập uy thế tốt nhất, bình thường sẽ dựng lên hình ảnh vĩ đại ngạo nghễ. Nhưng phân thân này, làm sao cho người ta một loại cảm giác trang bức không được, thẹn quá thành giận. Ta con mẹ nó cũng là đế quân. Vốn là cao đại thượng, bị ngươi nói như vậy, cùng đầu phố mãi nghệ có gì khác nhau. Không chỉ các đế quân như vậy, tất cả mọi người của thần giới ra mặt cũng tê tê, đế quân. Cũng có thể nói tục. Hơn nữa mới vừa rồi là Trương Huyền đế quân, bây giờ con mẹ nó lại toát ra một vị. Hai Trương Huyền, người nào là thật? Một người song đế quân, cửu thiên tới phong vương. Đây mới là chủ nhân của ta. Con mắt tiểu hoàng kê sáng lên. Đây mới là uy thế của chủ nhân. Không để ý tới phân thân tự luyến cùng mọi người khiếp sợ, Trương Huyền phun ra một ngụm chọc khí. Vốn cho rằng chắc chắn phải chết, không nghĩ tới thời khắc cuối cùng ngộ ra kiếm pháp đế quân cấp, một lần chém giết đế tuyệt đan, thành tựu đế quân. Đưa vào chỗ chết mà trùng sinh. Nhắm mắt lại, cảm nhận được lực lượng trong cơ thể sôi trào mãnh liệt, Trương Huyền siết chặt nắm đấm. Vượt qua đại môn này và chưa vượt qua là hai khái niệm, không ở cùng một cấp bậc. Hiện tại hắn tựa như khống chế một phương thế giới, nhất niệm liền có thể để thiên địa sụp đổ. Thực lực của ta, so với dự đoán còn mạnh hơn gấp đôi, có lẽ liên quan đến phân thân. Trương Huyền tâm niệm lấp lóe. Vốn vừa mới đột phá đế quân, thực lực sẽ không quá mạnh, nhưng giờ. Phút này rõ ràng mạnh mẽ hơn dự đoán không chỉ một lần, không cần nghĩ cũng có thể rõ ràng. Liên quan đến phân thân. Phân thân cũng đột phá đế quân. Tương đương với nhất thể song hồn thành đế, linh hồn, thân thể, thậm chí chân khí đều vượt xa đế quân phổ thông, đạt đến một loại tình trạng không thể tưởng tượng. Ầm ầm, ầm ầm. Đang cảm thụ lực lượng trong cơ thể, không trung bầu trời u ám, toàn bộ thần giới giống như đi vào đêm tối, trước đó mọi người niêm phong lại khe hở lần nữa lan ra, thần giới giống như thủy triều hải vừa rồi, bất cứ lúc nào cũng sẽ nổ tung. Là đế quân kiếp. Trương Huyền híp mắt lại. Thời điểm tu vi đi đến phạm vi mà một vùng không gian không nguyện ý tiếp nhận, thì sẽ giáng lâm hạo kiếp, giống như cổ thánh kiếp ở danh sư đại lục, ngụy thần kiếp ở thượng thương. Mà ở thần giới, thì có đế quân kiếp. Muốn thành đế, trước phải ứng kiếp. Đế quân kiếp này cũng quá lớn đi. Linh Lung tiên tử run rẩy. Toàn bộ thần giới đều biến thành hạo kiếp, thật độc ác. Lúc trước thiên túng đại đế cũng không có làm ra lôi đình lớn như vậy. Vân Ly đại đế lẩm bẩm. Thiên túng đại đế chỉ có một người đột phá thành đế quân, hắn phân thân cũng thành đại đế, thực lực gấp đôi, hạo kiếp nhất định cũng phải gấp bội, thậm chí số lần càng lớn. Càn Khôn Ma Quân cười khổ. Phân thân bản tôn đồng thời đột phá thành đại đế, là chuyện tốt cũng là chuyện xấu. Chuyện tốt chính là lực lượng gia tăng gấp đôi, tuy vừa đột phá, nhưng đã được cho đỉnh phong nhất của thần giới. Chuyện xấu là đối ứng hạo kiếp, sẽ trở nên càng khó chống cự. Làm không cẩn thận, vừa đột phá chính là tử vong. Lôi đình này quả nhiên mạnh mẽ, có điều không tính là gì. Nhìn hạo kiếp trên bầu trời, càng tích tụ càng nhiều, bất cứ lúc nào cũng sẽ hàng lâm xuống, Trương Huyền khẽ mỉm cười. Tình huống bình thường, vừa đột phá đế quân, liền gặp được lôi đình khổng lồ như vậy. Muốn vượt qua quả thực rất khó, nhưng hắn không giống. Lĩnh ngộ ra kiếm pháp đế quân cấp,
sức chiến đấu đã đạt đến đỉnh phong nhất của đế quân, chỉ là lôi kiếp, lại coi là cái gì? Phần phật, xích tiêu kiếm xuất hiện ở trong lòng bàn tay, nhẹ nhàng run lên. Sinh đương phục lai quy, tử đương trường tương tư. Một kiếm phá vạn cổ, toàn bộ thần giới đều bị một kiếm này kinh diễm, tựa như một tia sáng cắt ra đêm tối, tầm mắt của tất cả mọi người đều xuất hiện thời gian mù ngắn ngủi. Lôi đình biến mất không thấy hình bóng. Đế quân kiếp, bị một kiếm bình định. Tê lạp, hạo kiếp kết thúc, Trương Huyền nghe được âm thanh xé rách vang lên, xoay đầu lại, ngay sau đó nhìn thấy vết rách của thần giới trở nên càng lớn. Vừa rồi vết rách từ trong thủy triều hải lan tràn tới, bảy đại đế quân liền không chặn lại được, hiện tại kèm theo đế quân kiếp chấn động quá lớn, toàn bộ thế giới đã xuất hiện lay động, bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp đổ. Thần giới đã giống như thủy triều hải trước đó, đi tới tình trạng không thể nghịch. Phong ấn. Ngón tay điểm ra, lực lượng hùng hồn lan về khe hở, như muốn bù đắp, chỉ bất quá cực kỳ bé nhỏ. Giống như thủy tinh xuất hiện vết rách, dùng nhựa cao su lại mạnh, cũng không cách nào để nó khôi phục như lúc ban đầu. Còn có những biện pháp khác không? Thấy bù đắp nửa ngày cũng không có hiệu quả quá lớn, vết rách vẫn không ngừng mở rộng, Trương Huyền nhìn không được nhìn về phía tiểu hoàng kê ở cách đó không xa. Hắn là đế quân tồn tại từ viễn cổ, có lẽ có biện pháp tốt hơn. Ta cũng không biết. Hoàng kê cười khổ lắc đầu. Vừa rồi sáu đại đế quân đều đến cướp đoạt cửu thiên hỗn độn kim liên, hắn không có đi, vẫn muốn duy trì khe hở, đáng tiếc đã dùng hết toàn lực cũng không làm được. Đã không có biện pháp. Đang không biết như thế nào cho phải, một thanh âm nhàn nhạt vang lên, Trương Huyền quay đầu, ngay sau đó nhìn thấy Lạc Nhược Hy cau mày đứng ở một bên. Thần giới đến cùng xảy ra chuyện gì? Một kiếm vừa rồi kia, dù uy lực không yếu, cũng không đến mức để nó vỡ vụn lợi hại như vậy. Biết nàng rõ ràng nhất, Trương Huyền nhìn không được nữa hỏi lên. Trước khi hắn đột phá, dù khe hở thủy triều hải lan đến thần giới, thế. Nhưng không có phá hoại lớn như vậy, vì sao sau khi đột phá lại biến thành như vậy, thật giống như căn bản không có cách nào bù đắp. Chương 3917. Đây là bị người đánh ra. Nghe được hỏi thăm, Lạc Nhược Hy cười khổ. Thần giới tựa như một đồ cổ đến thời gian, đã không chịu nổi lực lượng cường đại sinh ra, huống chi ngươi, phân thân, sinh ra hai vị đế. Quân, thoáng cái rút đi tất cả căn cơ, không có nổ tung tại chỗ, cũng đã tính rất tốt. Rút đi căn cơ, Trương Huyền không hiểu. Đúng vậy, thần giới mất đi một phần thiên đạo, không cách nào vận chuyển bình thường, đã không thể sinh ra người càng rất mạnh hơn. Lạc Nhược Hy lắc đầu. Ngươi ý tứ, nếu như ta không đột phá đế quân, thần giới có thể duy trì rất lâu. Trương Huyền cau mày. Chẳng lẽ mình đột phá sai? Dĩ nhiên không phải, ngươi không đột phá, thần giới không kiên trì được một tháng cũng sẽ triệt để sụp đổ. Lạc Nhược Hy than thở. Không kiên trì được một tháng. Đồng tử Trương Huyền co rụt lại, mấy vị đế quân khác nghe được tin tức này, cũng siết chặt nắm đấm. Hiển nhiên bọn họ cũng không biết chuyện này. Thần giới sụp đổ, địa vị lại cao hơn cũng sẽ biến thành hư ảo. Đế quân cũng sẽ trở thành chuyện cười. Ngươi có biết thủy triều hải từ đâu mà tới không? Lạc Nhược Hy chỉ thủy triều hải đã vỡ vụn cách đó không xa, hỏi. Hình như là 50 năm trước đột nhiên xuất hiện, lúc ấy. Linh Nguyên Thành cũng xuất hiện biến cố, bất tử đế quân mất đi tung tích. Một bên Vân Ly Đại Đế nói xen vào. Trước đó vẫn nghĩ là hơn 40 năm trước, cẩn thận tính toán, đã 50 năm rồi. Ngắn ngủi 50 năm, không đủ một đời phàm nhân, nhưng thần giới lại có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Đúng vậy, thủy triều hải chính là khi đó xuất hiện, các ngươi nhìn lối vào thủy triều hải, giống thần giới bị xé nứt ra, xuất hiện một lỗ thủng to lớn hay không? Lạc Nhược Hy tiếp tục hỏi. Giống. Trương Huyền gật đầu. Hắn vừa tới thủy triều hải liền phát hiện. Cảm thấy nơi này giống như thần giới bị xé nứt ra, nhưng cho rằng không người có loại năng lực này. Dù sao thần giới có năng lực tự động khôi phục, coi như bị kéo ra vết rách, cũng có thể bù đắp rất nhanh. Vết thương vĩnh cửu như vậy, thật không biết chuyện gì xảy ra. Đây là bị người đánh ra. Nhìn ra hắn không hiểu, sắc mặt Lạc Nhược Hy nghiêm túc, lắc đầu nói. Đánh ra. Tất cả mọi người cứng đờ.
Thực lực của bọn hắn cũng có thể lưu lại vết rách ở trên không trung, nhưng không bao lâu sẽ khôi phục, giống như chưa hề xuất hiện qua. Trước mắt cái này, xuất hiện trọn 50 năm, thậm chí còn có khuynh hướng càng ngày càng lớn, thật sự là bị người đánh ra, vậy tu vi của người này cao bao nhiêu? Chẳng lẽ trên thế giới thật có sinh mệnh còn đáng sợ hơn đế quân? Nếu quả thật có, lại làm sao sinh ra, từ đâu mà tới? Lại vì sao ra tay với thần giới? Mọi người khiếp sợ không thôi, Trương Huyền thì nhớ tới ở trong thủy. Triều Hải nhìn thấy trưởng ấn to lớn kia. Lúc đó liền có nghi ngờ, chỉ là cũng khó tin mà thôi. Chẳng lẽ trước đó suy nghĩ lung tung đều là thật? 50 năm trước, một bàn tay bất ngờ xuất hiện, đánh thần giới ra một lỗ lớn, mảng lớn lục địa bị thôn phệ vào, tạo thành thủy triều hải này. Linh Nguyên Thiên Bất Tử Đế Quân, bởi vì tới đối kháng, bị diệt sát tại chỗ, Linh Nguyên Thành cũng bị đánh rơi vào không gian loạn lưu. Lạc Nhược Hy không có giấu giếm, một năm một mười nói rõ sự thật. Thậm chí thiên đạo thần giới cũng bị chóc ra, trong đó thiên đạo hữu tự và thiên đạo hữu khuyết rơi vào kẽ hở không gian, phiêu đãng không biết bao nhiêu năm, thành tựu thiên túng đại đế và ngươi. Thân thể Trương Huyền chấn động. Xem ra suy đoán là đúng. Vừa nhìn thấy thủy triều hải, liền cảm thấy khả năng liên quan đến thiên đạo hữu khuyết của mình, không nghĩ tới vậy mà thật sự bị người đánh rơi xuống. Bàn tay này là ai thi triển? Vì sao có lực lượng cường đại như vậy? Cái bàn tay này từ đâu mà đến, lại vì sao công kích thần giới, ta không rõ ràng, nhưng ta biết, loại lực lượng này, tuyệt đối không phải đế quân có thể chống lại. Lạc Nhược Hy chắp sau lưng hai tay, vẻ sợ hãi trong mắt càng lúc càng nồng nặc. Hơn nữa lực lượng của đối phương, có thể hóa giải thiên đạo. Cái này, đột nhiên Trương Huyền nhớ tới, ở dưới Linh Nguyên Thành nhìn thấy những lực lượng đặc thù kia, thiên đạo chân khí cũng bị trung hòa, biến thành thanh quang biến mất. Loại lực lượng này, ở Thủy Triều Hải cũng có. Khó trách thần giới bị đánh ra lỗ thủng, 50 năm không có khôi phục, loại lực lượng này ma diệt thiên đạo, tự nhiên không có cách nào tu bổ. Giống như bị thương, không dùng thuốc, ngược lại ngày ngày dùng đồ. Vật chua cay, có thể khôi phục mới là lạ. Không cách nào chữa trị, thì mãi mãi là sơ hở, kèm theo thời gian trôi qua, thần giới càng ngày càng suy yếu. Bản thân thiên đạo đã bị phá hoại, lại thêm loại lực lượng này tiêu hao, có thể duy trì 50 năm, đã tiêu phí cố gắng lớn nhất. Căn cứ, suy tính, sau lần linh khí thủy triều này, trong vòng 3 tháng, thần giới sẽ không chịu nổi, triệt để sụp đổ. Hiện tại ngươi và phân thân đồng thời đột phá đế quân, hấp thu lực lượng quá mức mạnh mẽ, lại thêm độ. Kiếp thi triển kiếm pháp vượt ra khỏi phạm vi thiên đạo có thể tiếp nhận, nên thời gian tới trước kỳ hạn. Lạc Nhược Hy lắc đầu. Muốn nói oán đối phương, không có lý do gì. Muốn triệt để giải cứu thần giới, chỉ có tu vi của đối phương đột phá đến đế quân, trong cơ thể trưởng khống thiên đạo trưởng thành đến cực hạn, mới có thể triệt để khôi phục. Trong vòng 3 tháng không đột phá, thần giới cũng sẽ đổ sụp. Đã như thế, còn không bằng trước thời hạn. Chí ít còn có thể ứng đối sớm hơn. Vậy bây giờ có biện pháp nào ngăn cản thần giới tiếp tục sụp đổ? Không. Trương Huyền vội vàng hỏi. Thần giới thật muốn sụp đổ, toàn bộ sinh mệnh không còn tồn tại, cho dù hắn sống sót, cũng không có ý nghĩa gì. Hai phương pháp, thứ nhất, loại bỏ khí tức đặc thù có thể hủy diệt thiên đạo kia. Thứ hai, khôi phục thiên đạo nguyên vẹn. Lạc Nhược Hy nói. Cái này. Trương Huyền sững sờ. Những khí tức hủy diệt thiên địa kia, làm sao loại bỏ? Loại khí tức này, hắn gặp qua, ở dưới Linh Nguyên Thành tạo thành bình chướng to lớn, muốn thanh tẩy, chỉ sợ cần lượng lớn thiên đạo chân khí. Nhưng loại bỏ thật có hiệu quả sao? Loại khí tức này, trải qua 50 năm, ta nghi ngờ đã nắm giữ linh trí của mình, hơn nữa tạo thành hình dáng nhân loại. Nếu không vết rách của Thủy Triều Hải không thể lan ra nhanh như vậy. Muốn giải quyết triệt để, cần tìm được đối phương, chém giết hắn, thần giới dung chuyển tự nhiên sẽ dừng lại. Đến lúc đó chỉ cần khôi phục thiên đạo nguyên vẹn, cục diện trước mắt sẽ đạt được khống chế, thần giới cũng có thể giải cứu. Trầm tư phút chốc, Lạc Nhược Hy nói. Thành hình dáng nhân loại. Trương Huyền sửng sốt. Loại khí thể đặc thù này, cũng có thể biến thành hình người. Đúng. Lạc Nhược Hy gật đầu.
Đây chỉ là suy đoán của ta, cụ thể làm sao, ta cũng không rõ ràng. A hát, nếu như ngươi phỏng đoán chính xác, vậy thực lực của nó như thế. Nào, lại ở nơi nào? Đây mới là Trương Huyền quan tâm nhất. Chương 3918. Hai biện pháp. Nếu như thực lực không tính quá mạnh, tập hợp 9 đại đế quân, thêm vào bản thân và phân thân, có lẽ có thể chiến một trận. Sâu không lường được, chúng ta hẳn không phải đối thủ. Thậm chí thêm vào 8 đại đế quân và ngươi, cũng không thể vượt qua. Lạc Nhược Hy nói, cũng chỉ có loại thực lực này, mới có thể không ngừng xé rách thần giới, để chúng ta bó tay toàn tập. Trương Huyền siết chặt nắm đấm. Cũng đúng, nếu dễ dàng chiến thắng như vậy, không đến mức tới hiện tại cũng không thể làm gì. Khôi phục thiên đạo nguyên vẹn, là tranh thiên mệnh sao? Trương Huyền hít sâu một hơi, lần nữa xem ra. Không sai, ngươi và Khổng Sư, trong cơ thể đều ẩn chứa một phần thiên đạo. Muốn để thiên đạo triệt để khôi phục, chỉ có thể tử vong. Lạc Nhược Hy nói. Lời này nàng không muốn nói ra, nhưng sự thật chính là như vậy. Ai cũng không có cách nào trốn tránh. Ta hiểu. Trương Huyền cười khổ một tiếng, nhìn qua. Vậy ngươi giết ta đi. Khổng Sư đã chết, trong cơ thể hắn ẩn chứa thiên đạo hữu tự chắc hẳn đã khôi phục, hiện tại ta cũng đạt tới đế quân, có tư cách tranh thiên mệnh. Nếu tranh thiên mệnh, làm sao có thể tự mình tìm chết? Lạc Nhược Hy lắc đầu. Nếu như cam tâm chết liền có thể giải quyết cục diện trước mắt, ta tình nguyện bị ngươi giết chết. Thiên mệnh phải tranh, không tranh, làm sao bù đắp thiên đạo? Tranh thiên mệnh, cũng không phải là ngươi đến đế quân liền có tư cách, mà là phải có năng lực tranh, mà loại năng lực này, điều thứ nhất chính là đạt được cửu thiên thừa nhận. Lạc Nhược Hy nói tiếp. Đạt được cửu thiên thừa nhận, ý của ngươi là, khiêu chiến cửu đế. Trương Huyền sửng sốt. Đạt được cửu thiên thừa nhận, theo hắn biết chỉ có hai loại phương pháp, thứ nhất, cửu thiên phong đế. Thứ hai, khiêu chiến cửu đế, để cho bọn họ công nhận. Cửu thiên phong vương, hắn làm được, nhưng cửu thiên phong đế, khẳng định không dễ dàng như vậy, nếu không Khổng Sư cũng không đến mức liên tục khiêu chiến 8 đế khác, mục đích chỉ vì đạt được công nhận. Lạc Nhược Hy gật đầu. Nghe được hai người đối thoại, ra mặt đám người Càn Khôn Ma Quân co lại, chẳng lẽ còn phải bị đánh một lần? Các ngươi tranh thiên mệnh của các ngươi, đánh chúng ta làm cái gì? Giống như người khác đánh ngươi, ngươi liền đánh con vẹt nhà mình nuôi. Chuyện này là sao? Không nên chơi người như vậy. Đang tràn đầy buồn bực, chỉ thấy thanh niên xoay người nhìn qua. Vậy thì tốt, các ngươi cùng lên đi. Cùng phân thân song song đột phá đế quân, lại phối hợp kiếm thuật đế. Quân cấp, thực lực của hắn bây giờ, không e ngại bất luận một vị nào trước mắt. Có lẽ so với Khổng Sư thời kỳ toàn thịnh, khả năng còn hơi không bằng, nhưng đối diện với mấy người này, đã thành thạo. Sát! Rất nhiều đế quân khóc. Đại ca, người muốn trang bức, cũng không đến mức như vậy chứ. Từng cái bị đánh bại cũng rất mất mặt. Thoáng cái muốn khiêu chiến chúng ta. Muốn mặt không? Chúng ta là đế quân, làm như vậy thật được không? Mặt kìm nén đến thấu đỏ, cùng tiến lên cũng không được, không lên cũng không được, trong lúc nhất thời không biết như thế nào cho phải. Không cần so, ta nhận thua. Tiểu Hoàng Kê nói trước. Vị trước mắt này là chủ nhân của hắn, nhận thua cũng không có gì mất mặt. Cái này, thấy bất tử đế quân nhận thua. Khuôn mặt những người khác xấu hổ, một lát sau than thở một tiếng. Chúng ta cũng nhận thua. Không nhận thua không được a hát, thật muốn bị đánh nhận thua, mất mặt càng lớn. Bản tôn, phân thân song đế quân, càng là cửu thiên phong vương, lại thêm thời điểm chiến đấu còn có thể mang thú sủng. Đánh như thế. Nào, tương đương với thoáng cái cùng ba đại đế quân chiến đấu. Chủ yếu nhất là, vừa rồi một kiếm phá vỡ lôi kiếp. Bọn hắn đều thấy được, tập hợp lực lượng mọi người cũng ngăn cản không nổi, chớ nói chi là đơn độc. Dù sao tất cả mọi người là muốn mặt, vây công còn tổ hợp trận pháp, thực sự không làm được. Cái này, thấy mọi người nhao nhao nhận thua, lông mày của Lạc Nhược Hy cũng nhảy loạn. Thời điểm Khổng Sư khiêu chiến, dâng lên bái thiếp, chờ thời gian, lễ. Tiết làm đủ, cho dù thua cũng ít mất mặt, người ngược lại tốt. Trực tiếp một câu cùng tiến lên đi. Quá không để đế quân vào mắt.
đổi lại bất luận người nào, trong lòng đều sẽ khó chịu, buồn bực không kìm chế được. Phù Mãnh Đế Quân, Vân Ly Đại Đế, Trước Dương Đại Đế, Càn Khôn Ma Quân, Linh Lung Tiên Tử, Huyền Minh Đại Đế thêm vào Bất Tử Đế Quân, bảy đại đế quân đồng thời nhận thua, Ngọc Tỷ bảy thiên đồng thời truyền ra một cỗ lực lượng đặc thù, bao phủ Trương Huyền ở bên trong, trong tích tắc liền cảm thấy thu được bảy thiên công nhận. Lần nữa đi vào bảy thiên, sẽ không nhận bất kỳ bài xích, hơn nữa đồng thời có thể có được nguyện lực của tu luyện giả ở bảy thiên. Không đúng, không phải bảy thiên, mà là tám thiên, ta đã đạt được tám thiên công nhận. Đột nhiên Trương Huyền sững sờ. Bảy đại đế quân nhận thua, dựa theo tình huống bình thường, chỉ được bảy thiên công nhận, nhưng bây giờ trong cảm ứng, thần giới tám thiên đều không có chút bài xích nào. Thật giống như kiếm thần thiên, đã sớm công nhận mình. Là xích tiêu kiếm, kiếm thần của kiếm thần thiên, thời điểm đưa xích tiêu kiếm cho ngươi, kiếm thần thiên bọn họ cũng đã công nhận lực lượng của ngươi. Biết hắn nghi hoặc, Lạc Nhược Hy giải thích. Trương Huyền giật mình. Khó trách người thanh niên kia của kiếm thần thiên nói tiêu phí mấy chục năm mới luyện chế ra chuôi kiếm này, đạt được một thiên công nhận, cho dù chuôi kiếm này không phải ngọc tỷ, cũng không kém bao nhiêu. Ta đã đạt được tám thiên công nhận, có thể cùng ngươi tranh thiên mệnh hay không? Cảm nhận đạt được tám thiên công nhận, lực lượng trên người càng thêm mạnh mẽ, Trương Huyền nhìn về phía nữ hài trước mắt. Lúc trước Khổng Sư khiêu chiến tám thiên xong, cuối cùng khiêu chiến Lạc Nhược Hy. Ngươi làm ra quyết định. Hốc mắt Lạc Nhược Hy đỏ lên. Một khi bắt đầu, hai người phải chết một vị. Quyết định. Trương Huyền chắp hai tay sau lưng, nhìn xuống dưới, kèm theo náo động, thần giới đã như tơ vò, các loại chém giết, các loại chiến đấu, các loại cướp đoạt tài nguyên, thần vương cũng không thể ngăn cản. Tranh thiên mệnh trễ một chút, hắn là có thể sống lâu một đoạn thời gian, nhưng kèm theo thời gian kéo càng lâu, thần giới chết càng nhiều. Hắn không đại công vô tư, nhưng tuyệt đối không phải là người ích kỷ. Có thể sớm giải quyết cục diện trước mắt, chắc chắn sẽ không vì bản thân tư lợi mà kéo dài. Vậy thì bắt đầu đi. Lạc Nhược Hy hít sâu một hơi, đôi mi thanh tú nâng lên, cổ tay khẽ đảo, một thanh trường kiếm xuất hiện ở trong lòng bàn tay. Dù không muốn, dù không cam lòng, nhưng cũng biết không cách nào thay đổi. Từ lúc nàng đáp ứng làm bạn gái đối phương, vận mệnh của hai người cũng đã chú định, không cách nào trốn tránh, cũng không cách nào thay đổi. Nhất định là bi kịch. Bắt đầu đi. Trương Huyền khẽ mỉm cười. Tu vi của hai người nhanh chóng tăng lên tới cực điểm, vừa định động thủ, liền cảm thấy một hồi lay động kịch liệt, một cỗ lực lượng mênh mông bát ngát lan ra tới. Rầm rầm rầm. Trước đó vết rách không ngừng kéo dài, trở nên càng thêm to lớn, cử động thủy triều hải chậm chạp xoay tròn. Tựa như biến thành hố sâu thôn phệ vạn vật. Linh khí, lục địa, bao quát sinh mệnh, thời gian nháy mắt bị thôn phệ. Vào trong đó, hóa thành từng đạo thanh quang chói lóa mắt. Nguy rồi, là loại khí thể đặc thù kia hình thành quái vật. Lạc Nhược Hy vội vàng xoay người, nhịn không được kinh hô. Quái vật! Trương Huyền siết chặt nắm đấm. Vừa rồi đối phương nói, loại khí thể đặc thù hủy diệt thiên địa kia. Vô cùng có khả năng hội tụ ra linh trí, tạo thành quái vật hình người, vốn không biết lúc nào mới có thể nhìn thấy, không nghĩ tới bây giờ muốn xuất hiện. Ầm ầm, kèm theo lực lượng thôn vệ ở cửa động càng ngày càng nhiều, toàn bộ. Không gian thần giới bắt đầu vặn vẹo. Chương 3919, bất ngờ. Đám người Ngao Phong tới gần lỗ đen đều không kiên trì nổi, bất cứ lúc nào cũng có thể bị nuốt hết. Trương Huyền đưa tay kéo hắn đến. Đặt ở sau lưng, trường kiếm trong tay nâng lên, bỗng nhiên bắn nhanh. Lại một đạo kiếm ý lan ra, đi tới cửa động dừng lại một chút, cuối cùng bị xé nứt. Thật mạnh! Sắc mặt Trương Huyền tái xanh. Một kiếm vừa rồi kia, lôi đình cũng có thể quét sạch sành xanh, bây giờ. Ngay cả một cái lỗ đen cũng không thể làm gì, khí thể đặc thù hội tụ lại, đến cùng là cái gì? Muốn đi ra! Lạc Nhược Hy lông nhíu mày. Chân khí trong cơ thể sôi trào, bất cứ lúc nào cũng sẽ bộc phát ra công kích mạnh nhất. Kèm theo nàng nói, lỗ đen xoay tròn, một bóng người màu mực từng bước một đi ra, chỗ đến, vũ khí cường đại tới đâu cũng hóa thành bột mịn, bị trung hòa thành thanh quang, biến mất không thấy hình bóng. Khí thể đặc thù. Trong lòng Trương Huyền lạnh lẽo. Loại khí thể này, hắn tự mình trải qua,
biết nó đáng sợ, thiên đạo chân khí cũng có thể trung hòa, pháp bảo mạnh nhất thần giới ở trước mắt nó cũng sẽ nhẹ nhõm ăn mòn. Đi ra vòng xoáy, bóng người thản nhiên nhìn, mắt híp lại, cho người ta một loại dịu dàng. Trương sư, đã lâu không gặp. Sao lại là ngươi? Đồng tử co rụt lại, toàn thân Trương Huyền siết chặt. Xuất hiện ở trước mắt, từ loại vật chất có thể trung hòa chân khí thiên đạo hình thành bóng người, lại là người quen biết cũ của hắn. Ngoan nhân! Vội vàng nhìn lại thiên đạo chi thư, chỉ thấy bên trong đã trống không, ngoan nhân vốn bị giam cầm ở bên trong, sớm đã không thấy tung tích. Chẳng biết lúc nào biến mất. Hắn nhớ rất rõ ràng, thời điểm đi vào thủy triều hải còn nhìn thấy đối phương, làm sao đột nhiên biến mất, hơn nữa trở nên cường đại như thế. Có phải rất kỳ quái hay không, ta rõ ràng bị thiên đạo chi thư của ngươi trấn áp, sao có thể lặng yên không tiếng động rời đi, hơn nữa đi tới nơi này. Dường như nhìn ra hắn nghi hoặc, ngoan nhân cười nhạt một tiếng. Trương Huyền híp mắt lại. Thiên đạo chi thư quả thực rất đáng sợ, nhưng ngươi có nghĩ tới hay không, trấn áp ta là danh sư đại lục hình thành thiên đạo chi thư, đến thượng thương, thực lực của ta tới hư tiên cảnh, đã có thể nhẹ nhõm phá giải. Nhưng vì sao một mực không có phản kháng? Ngoan nhân nói. Trong lòng Trương Huyền căng thẳng. Điểm này thật là sơ sót của hắn. Thiên đạo thư viện, kèm theo hắn tiến vào thế giới khác biệt, uy lực cũng khác biệt. Thời điểm ở danh sư đại lục, phù hợp thiên đạo ở danh sư đại lục, hình thành thiên đạo chi thư, dưới cổ thánh hầu như đụng một cái liền chết. Đến thượng thương, dưới tiên quân đều là run rế. Còn đến thần giới. Chỉ cần không phải đế quân, phong hào cũng khó thoát khỏi cái chết. Như vậy có thể thấy được, thiên đạo chi thư là kèm theo thư viện tới đâu mà từ từ tấn cấp. Thần giới hình thành thiên đạo chi thư, ở danh sư đại lục thi triển ra mà nói, đoán chừng toàn bộ đại lục cũng không chịu nổi. Ngoan nhân đi theo ở sau lưng mình, tu vi một đường tăng thêm, thời điểm đi vào thủy triều hải đã đạt đến thần vương. Loại thực lực này sao có khả năng không cách nào tránh thoát thiên đạo chi thư hình thành ở danh sư đại lục. Hiển nhiên là điểm mâu thuẫn lớn nhất, bản thân lại không phát hiện. Ta đi tới thần giới từng nói qua, tu luyện càng lúc càng nhanh, thân thể càng thích hợp thần giới, cũng không phải hấp thu linh khí thần giới tiến bộ nhanh, mà là loại lực lượng hủy diệt thần giới này. Đặc biệt là ngươi dẫn ta đi vào hố sâu, ta phát hiện có thể hấp thu càng nhanh. Đương nhiên. Hấp thu tất cả khí thể trong hố sâu cũng không đủ thuế. Biến nguyên vẹn, thủy triều hải mới là chỗ ta dương cánh bay lượn. Nơi này thoát khỏi thần giới ràng buộc, không còn thiên đạo hạn chế, thiên đạo chi thư liền không cách nào áp chế ta, cho nên thời điểm ngươi tìm kiếm đế linh thảo, ta lặng lẽ rời đi, lần nữa hấp thu lực lượng đặc thù kia, thành tựu thực lực bây giờ. Ngoan nhân nhìn qua, đế tuyệt đan có thể tìm được đế linh thảo, cũng là ta dẫn đi. Nếu không nó ở thủy triều hải nhiều năm như vậy, cũng không thể lấy đi bụi dược liệu này, vì sao ngươi vừa tiến đến liền thành công? Trương Huyền bừng tỉnh hiểu ra. Vừa rồi đã kỳ lạ, nếu đế tuyệt đan có thể lấy đế linh thảo, khẳng định đã làm từ sớm, vì sao một mực không có động tĩnh, ngược lại thời điểm phân thân dung hợp cửu thiên hỗn độn kim liên thì đi thôn phệ. Nguyên lai có người hỗ trợ. Cũng đúng, không gian xung quanh đế linh thảo vô cùng hỗn loạn, nguy cơ trùng trùng. Cho dù là mình cũng là mượn lực lượng của Lạc Thất Thất mới tiến vào, không còn nàng trợ giúp, rất khó thành công, huống chi là đế tuyệt đan lúc đó. Nếu như dễ dàng hoàn thành như vậy, ba cây dược liệu này khẳng định sớm đã bị người luyện hóa, sao có khả năng chờ tới bây giờ? Ta chính là ngoan nhân tung hoành thiên địa, lúc trước khổng sư. Cũng liên tục bị ta thiết kế, suýt chút nữa thân tử đạo tiêu, ngươi thu ta làm hạ nhân. Tùy ý sai khiến, sai bảo giống như chó. Không giết ngươi, khó tiêu mối hận trong lòng ta. Giải thích xong, ngoan nhân gào lên một tiếng. Mấy vạn năm trước, hắn liền tung hoành danh sư đại lục, thật vất vả. Phục sinh, lại bị một vãn bối thu phục, trong lòng oán niệm có thể tưởng tượng được. Bất quá khi đó tình thế không bằng người, nhẫn nhục mà thôi. Ngươi không phải khí thể đặc thù sinh ra thần trí, mà là nắm khí thể. Đặc thù trong tay. Trương Huyền hiểu được. Trước đó Lạc Nhược Hy nói, khí thể đặc thù nhiều năm yên lặng sinh ra linh trí thuộc về mình, hiện tại xem ra, cũng không phải như vậy, mà là ngoan nhân hấp thu những khí thể kia, lần nữa hội tụ lực lượng thuộc về mình. Người đoán không sai, người linh tộc chúng ta, vốn là thần linh ở.
Linh Nguyên Thành, là 50 năm trước bị một bàn tay lớn mạnh mẽ đánh rơi vào không gian loạn lưu, vốn nghĩ dựa vào thực lực, có thể lần nữa trở lại thần giới, ai biết loại khí thể đặc thù này một mực tiêu hao lực lượng của chúng ta. Ngoan nhân cắn chặt răng. Lúc ấy ta liền nghĩ, làm sao có thể biến cỗ lực lượng này thành của mình. Đáng tiếc cho đến khi bị khổng sư chém giết, cũng không có thành công. Cho đến lần nữa phục sinh, mới bừng tỉnh hiểu ra, loại khí thể đặc thù này hoàn toàn trái lại chân khí chúng ta tu luyện, muốn mượn lực lượng. Trong đó, gần như không có khả năng, trừ khi từ bỏ toàn bộ lực lượng trong cơ thể, lần nữa tu lại. Cho nên ta là cam tâm tình nguyện bị khổng sư chém giết. Nếu không, người thật cho rằng lúc ấy thực lực của hắn có thể để giết ta. Trương Huyền lặng im. Thời điểm ở danh sư đại lục, hắn nhìn qua vô số tư liệu, cũng không có một bản ghi chép khổng sư làm sao chém giết ngoan nhân, chỉ ghi chép lúc ấy đại chiến vô cùng thảm liệt, cụ thể làm sao thì không có ghi rõ tỉ mỉ. Người sau cũng ngôn ngữ bất tường, một mực nói nhớ không được. Chẳng lẽ thật là hắn cố ý bị giết? Mục đích chỉ là vì từ bỏ tu vi, hấp thu loại lực lượng đặc thù có thể trung hòa chân khí thiên đạo kia. Cũng đúng. Thần linh yếu hơn nữa, cũng không phải là cổ thánh có thể tiêu diệt. Có lẽ lúc trước khổng sư cũng bị lừa. Khổng sư tử vong lưu lại hậu chiêu, ngoan nhân cùng hắn tranh đấu nhiều năm, sao có khả năng cam tâm bị giết, mà không có biện pháp gì. Nếu ngươi là sinh mệnh thần giới, nên cùng chúng ta ngăn cản thần giới sụp đổ, mà không phải khống chế lỗ đen này không ngừng thôn phệ. Thần giới diệt vong, đối với ngươi lại có chỗ tốt gì? Biết đối phương giải thích những này, là vì kéo dài thời gian, để lỗ đen thôn phệ nhiều hơn nữa lực lượng, Trương Huyền nhìn không được nói. Nếu hắn là người thần giới, bị bàn tay đánh rớt, hẳn là sẽ sinh ra phẫn nộ đối với bàn tay kia, thủ hộ thần giới, vì sao khống chế lỗ đen không ngừng thôn phệ, tăng tốc thần giới phá hoại. Ta là sinh mệnh thần giới lại như thế nào? Lúc trước bị đập xuống không gian loạn lưu, những đế quân bọn họ người nào quan tâm chúng ta sống chết? Thần giới mục nát như vậy, đã sớm nên hủy diệt xây lại, giữ lại cũng không có ý nghĩa gì. Ngoan nhân cười lạnh. Thời điểm hắn gặp nạn, người nào chú ý qua hắn, không ngừng cầu cứu, nghĩ hết biện pháp, chờ được chỉ là lặng im và thất vọng. Từ một khắc này là hắn biết, muốn mạnh mẽ, chỉ có thể tự cứu. Mà thông qua tu luyện bình thường, thành tựu đế quân là tuyệt đối không thể, chỉ có hấp thu khí thể đặc thù kia, mới có thể vượt qua đối phương. Cuối cùng hắn thành công. Được rồi, nên nói đều đã nói, nếu muốn hủy diệt, các ngươi liền chết đi cho ta. Ngoan nhân gầm thét, thân thể thả ra lực lượng khổng lồ, bốn phía xuất hiện từng vết rách, mắt sáng lên, giống như muốn công kích tới đám người Trương Huyền. Chậm đã, ta và ngươi ký kết linh hồn khế ước, loại khế ước này, không có cách nào hóa giải, ngươi là làm sao thoát ly. Trương Huyền nhíu mày. Chương 3920. Phương pháp hóa giải khế ước. Linh hồn khế ước, phù hợp linh hồn, chỉ cần mình không giải trừ, dù đối phương thủ đoạn thông thiên, cũng không thể hóa giải. Giống như bất tử đế quân Tiểu Hoàng Kê, trước đó chỉ là thần vương, hắn là đế quân, đồng dạng không có cách nào giải quyết loại ước định này. Vì phòng ngừa tên này lật lọng, xuất hiện phản phệ, ở danh sư đại lục từng đặc biệt xác định, cho dù đối phương có thể thoát ly thiên đạo chi thư, cũng không cách nào tránh thoát linh hồn ước định. Linh hồn khế ước, quả thực không cách nào chia ra, nhưng ta dung hợp khí thể đặc thù ngay cả thiên đạo cũng có thể hóa giải loại khế. Ước này cũng không khó, chỉ cần có đầy đủ lực lượng là có thể làm được. Ngoan nhân nói, linh hồn khế ước là xây dựng ở trên cơ sở thiên đạo, lực lượng đặc thù ngay cả thiên đạo thần giới cũng có thể hóa giải linh hồn khế ước. Chỉ cần xử lý thỏa đáng lại có khó gì. Thì ra là thế. Mắt Trương Huyền sáng lên. Cùng ngươi nói nhiều như vậy, cũng coi như cảm ơn ngươi đưa ta đến thần giới. Giải thích xong, ngoan nhân không nói thêm lời, khí tức trên người càng thêm tuyên cổ xa xăm, lỗ đen sau lưng trở nên càng thêm to lớn, hiển nhiên thời điểm nói chuyện, lại thôn phệ không biết bao nhiêu lực lượng bổ dưỡng. Trương Huyền, lỗ đen nuốt càng nhiều, thực lực của hắn càng mạnh. Lạc Nhược Hy cũng phát hiện không đúng, vội vàng truyền âm tới. Chuẩn bị động thủ đi. Trong lòng tiêu hết nghi hoặc, Trương Huyền hít sâu một hơi, trường kiếm trong tay đột nhiên nâng lên.
Đã như vậy, vậy thì so tài xem hư thực đi. Ầm ầm, kiếm ý cường đại nhất lần nữa thi triển ra. Sinh đương phục lai quy, tử đương trường tương tư. Sinh tử cũng không quan tâm, lại có chuyện gì có thể ngăn cản. Một chiêu kiếm pháp này, mặc dù không có đến đế quân lĩnh ngộ, lại ẩn chứa tất cả chấp niệm trong lòng, công pháp thiên nhược hữu tình trong cơ thể phát huy đến cực hạn. Hô! Một kiếm chém công kích của ngoan nhân thành hai nửa. Cùng thời khắc đó, Lạc Nhược Hy cũng xuất thủ, tay ngọc cuồn cuộn, kiếm mang như tuyết. Kiếm pháp của nàng có chút giống thanh niên ở kiếm thần thiên, mang theo khí thế một đi không trở lại, cùng đại đạo tự nhiên tiêu sái. Chiêu số của các ngươi rất lợi hại, nhưng so với ta, còn kém chút. Ngoan nhân nhẹ nhàng cười một tiếng, lần nữa bắt đến. Trong nháy mắt, bàn tay che khuất bầu trời, bao phủ thiên địa, không gian vỡ vụn, nhật nguyệt tinh thần đều phảng phất như muốn bị đánh xuống. Phốc, phốc, Trương Huyền và Lạc Nhược Hy đồng thời bay ngược ra, người ở trên không trung phun mạnh máu tươi. Lấy thực lực của hai người, vậy mà không ngăn cản nổi. Tên này đến cùng đạt đến loại cảnh giới nào? Làm càn. Phân thân sải bước đạp đến, mỗi đi một bước liền có hoa sen nở rộ, ở. Trong hư không mang theo âm thanh nước chảy. Từ xa nhìn lại, trang bức không cách nào diễn tả bằng lời. Luyện hóa cửu thiên hỗn độn kim liên, tu vi của hắn không hề yếu hơn Trương Huyền. Một quyền nâng lên, lực lượng xông phá 9 tầng trời. Cùng ngoan nhân đối đầu, đồng dạng bay ngược ra, không ngăn được một chiêu. Trương Huyền che chán. Thành tựu đế quân, phân thân vẫn không thay đổi bản tính trang bức. Trang bức rực rỡ như vậy, còn không bằng tập trung lại lực lượng, uy lực càng lớn. Đồng loạt ra tay, nếu không bọn họ chết rồi, chúng ta đều sẽ chết. Tiểu hoàng kê hét lớn một tiếng, hỏa diễm thiêu đốt, không trung giống như bị nhen lửa. Còn lại 6 đại đế quân cũng thi triển ra thủ đoạn. 7 vị đế quân liên hợp, hủy thiên diệt địa. Một phương thiên địa cũng không ngăn cản nổi, nhưng đối phương là ngoan nhân hấp thu lực lượng đặc thù, công kích đến trước mặt, lỗ đen đột nhiên biến lớn, thời gian nháy mắt thôn phệ lực lượng sạch sẽ, sau đó phản kích ra. Bành 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 bành, 7 vị đế quân giống như đám người Trương Huyền, bay ngược ra ngoài. 10 đại đế quân liên hợp, vậy mà không chặn lại một chiêu của đối phương. Cái tên này làm sao lại mạnh mẽ như vậy? Các ngươi có thể chết rồi. Một chiêu đánh tan đám người, ngoan nhân tiến về phía trước một bước, cổ tay khẽ đảo, lần nữa vỗ xuống. Tiểu nhân ngươi dám, kèm theo một tiếng hét lớn, vị lão giả trước đó ở kiếm thần thiên bất ngờ xuất hiện, ngăn ở phía trước, trường kiếm trong tay hóa thành ngân hà. Đế quân, hắn cũng có thực lực đế quân. Đồng tử của Trương Huyền co rụt lại. Lúc trước lão giả này đi theo sau lưng thanh niên, vốn cho rằng chỉ là tùy tùng, nhiều nhất thần vương phong hào. Thì triển ra lực lượng mới phát hiện, vậy mà cũng là một vị đế quân. Nếu như hắn là đế quân, vậy thanh niên kia là ai? Hắn chính là kiếm thần thiên đế quân. Giấy sụa đứng lên, Lạc Nhược Hy cắn răng nói. Vậy thanh niên truyền ta kiếm pháp là ai? Trương Huyền nhìn không được hỏi. Hắn là... Lạc Nhược Hy vừa định trả lời, không gian vặn vẹo, ngay sau đó nhìn thấy kiếm thần thiên đế quân bay ngược ra. Rơi vào cách đó không xa, đập ra một cái lỗ to. Thực lực của Trương Huyền bây giờ, cùng với lĩnh ngộ kiếm đạo đã vượt xa hắn, cũng không chống lại được, cho dù tu vi của hắn không yếu, kiếm thuật cao minh, vẫn như cũ không phải là đối thủ. Ha ha, đế quân, một đám gà đất chó sành mà thôi. Ngày hôm nay ta liền diệt cửu thiên, diệt thần giới, san bằng tất cả quy tắc. Đánh bại kiếm thần thiên đế quân, ngoan nhân điên cuồng cười to. Không gian bốn phía không ngừng đổ sụp, tôn lên hắn như yêu như ma. Làm sao bây giờ? Trương Huyền siết chặt nắm đấm. Vừa rồi hắn và phân thân đều thi triển ra sức chiến đấu mạnh nhất, thậm chí Lạc Nhược Hy cũng sử dụng ra chiêu số mạnh nhất, đều không có chặn lại một chiêu của đối phương. Chẳng lẽ thần giới thật không có người có thể chặn lại vị trước mắt này? Tùy ý hắn hủy diệt thế giới. Biện pháp duy nhất là thiên đạo hữu khuyết quay về thiên đạo. Để thiên đạo trấn áp hắn. Lạc Nhược Hy siết chặt tú quyền, hốc mắt ửng hồng. Trở về thiên đạo. Trương Huyền biết ý tứ của nàng. Thư viện trong đầu là một phần của thiên đạo, một khi quay về, chẳng khác nào thiên đạo triệt để hoàn chỉnh,
có lẽ có thể chữa trị sơ hở, bài xích ngoan nhân ra ngoài. Giống như hệ thống miễn dịch của thân thể. Hệ thống miễn dịch nguyên vẹn, virus tới, tùy tiện xua đuổi, hỏng, không chống đỡ được virus quấy nhiễu, người cường tráng đến đâu cũng sẽ bởi vậy tử vong. Chỉ là, hắn quá cường đại, cho dù thiên đạo khôi phục nguyên vẹn, cũng không cách nào trấn áp. Trương Huyền lắc đầu. Virus, hệ thống miễn dịch có thể chém giết, nhưng mãnh hổ thì sao? Hệ thống miễn dịch mạnh hơn, thì có biện pháp gì? Vị trước mắt này, chỉ là thần vương phổ thông, dù là phong hào, thiên đạo cũng có thể tùy tiện giết chết, nhưng còn cường đại hơn đế quân. Đã không phải thiên đạo có thể chống lại. Cái này, Lạc Nhược Hy dừng lại một chút, trên mặt ngọc lộ ra vẻ mất mát. Đúng vậy, không có cách nào trấn áp, nhưng thiên đạo nguyên vẹn, hắn liền có thể tỉnh lại, chém giết vị này cũng không khó. Hắn, Trương Huyền cau mày, ta dẫn ngươi đi gặp hắn, ngay ở Tự Tại Thiên. Lạc Nhược Hy hít sâu một hơi, cắn răng một cái, xoay người bay tới đằng trước. Muốn chạy trốn. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 183.